cái con. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với một tiết toán nữa, và đó là bài so sánh hai phân số khác bằng số. Và để trước khi bước vào bài mới, cô mời các con cùng cô ôn lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số nhé. Cô có yêu cầu các con hãy so sánh cho cô hai phân số, đó là phân số 1/4 và phân số 3/4. Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ đáng yêu của cô ai cũng đã cho ra được kết quả rồi đúng chưa nào? Và bây giờ cô mời các con cùng kiểm tra lại kết quả qua hình ảnh trực quan. Cô chia băng giấy thành 4 phần bằng nhau. Ở phân số 1/4, cô sẽ tô màu 1 phần. Và ở phân số 3/4, cô sẽ tô màu 3 phần. Cô mời các con cùng quan sát kết quả. Các con ơi, như vậy bằng hình ảnh trực quan, các con đã biết được 1/4 bé hơn 3/4 hay 3/4 lớn hơn 1/4. Và dựa vào kiến thức ở tiết học trước, các con đã biết khi so sánh hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Và nếu tử số của cả hai phân số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau, đúng chưa nè? Như vậy, dựa vào kiến thức đã học, chúng ta có thể kết luận phân số 1/4 bé hơn phân số 3/4. Cô mời các con bước vào bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy nhận xét cho cô về mẫu số của hai phân số 2/3 và phân số 3/4 nào. À, đúng rồi đó các con, hai phân số này là hai phân số khác mẫu số. Như vậy, làm sao để chúng ta có thể so sánh hai phân số khác mẫu số? Cô mời các con cùng theo dõi bài học. Cô sẽ biểu diễn phân số 2/3 và phân số 3/4 bằng hình ảnh. Qua hình ảnh, các con cũng có thể nhận ra được phân số 2/3 bé hơn phân số 3/4. Vì đây là hai phân số đơn giản nên cô dễ dàng biểu diễn bằng hình ảnh. Vậy đối với các phân số lớn và khó hơn thì làm thế nào để chúng ta có thể so sánh được? Các con hãy suy nghĩ cùng cô nhé. Các con ơi, để có thể so sánh hai phân số khác mẫu số đơn giản nhất, đó là chúng ta sẽ đưa hai phân số đó về hai phân số có cùng mẫu số, và chúng ta sẽ vận dụng kiến thức ở tiết trước mà các con đã được học, so sánh hai phân số cùng mẫu số. Như vậy, để có thể thực hiện điều đó thì các con phải ôn lại cho cô về tính chất của hai phân số bằng nhau, cách quy đồng mẫu số của các phân số và cách so sánh hai phân số cùng mẫu số. Cô mời các con cùng thực hiện quy đồng hai phân số 2/3 và phân số 3/4 nào. Sau khi thực hiện quy đồng, cô được hai phân số mới, đó là phân số 8/12 và phân số 9/12. Vì 8 bé hơn 9 nên 8/12 bé hơn 9/12. Vậy phân số 2/3 sẽ bé hơn phân số 3/4 đó các con. Như vậy, để có thể so sánh hai phân số khác mẫu số, các con sẽ thực hiện quy đồng hai phân số, và sau đó chúng ta sẽ so sánh hai phân số cùng mẫu số như là các con đã được học ở tiết trước. Cô mời các con cùng lấy phiếu thực hành luyện tập cùng cô. Để có thể thực hiện các yêu cầu của bài tập ngày hôm nay, các con cần phải ghi nhớ, muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số của hai phân số đó rồi so sánh các tử số của phân số mới. Cô mời các con cùng đến với yêu cầu của bài tập 1. So sánh hai phân số. Các con hãy nhìn cho cô bài tập 1A. Cô so sánh hai phân số 3/4 và phân số 4/5. Như vậy cô sẽ tiến hành quy đồng mẫu số cả hai phân số này. Cô lấy tử số và mẫu số của phân số 3/4 nhân với mẫu số của phân số thứ hai là 5. Cô sẽ thực hiện phép quy đồng ở phía dưới. 3 x 5 bằng 15.
bằng 20, cô viết 20. Tương tự, cô quy đồng phân số 4 phần 5, lấy tử số và mẫu số nhân với mẫu số 4, 4 x 4 bằng 16, 5 x 4 bằng 20. Các con hãy cùng cô quan sát, cô có tử số 15 bé hơn 16, vậy phân số 15 phần 20 bé hơn phân số 16 phần 20, vậy phân số 3 phần 4 sẽ bé hơn phân số 4 phần 5. Thực hiện tương tự, cô tin chắc rằng các con sẽ hoàn thành được câu B và câu C. Cô mời các con đến với yêu cầu bài tập số 2, rút gọn rồi so sánh hai phân số. Các con quan sát, yêu cầu bài tập này đưa ra cho các con hai nhiệm vụ. Đầu tiên là các con phải thực hiện rút gọn, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành so sánh hai phân số. Các con hãy quan sát cho cô cặp phân số câu A. Cô có phân số 6 phần 10 so sánh với phân số 4 phần 5. Cần phải suy nghĩ cho cô xem nhiệm vụ của chúng ta sẽ rút gọn phân số nào. Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô ai cũng đoán được phải không nào. Như vậy thì sau khi thực hiện bước rút gọn để đưa hai phân số về cùng mẫu số thì các con sẽ thực hiện so sánh như chúng ta đã được học nhé. Và tương tự như vậy, cô mời các con làm câu B của bài tập. Cô mời các con cùng đọc yêu cầu bài toán. Mai ăn 3 phần 8 cái bánh, Hoa ăn 2 phần 5 cái bánh. Vậy hỏi bạn nào đã ăn nhiều bánh hơn? Đây là hình ảnh minh họa. Các con hãy xác định cho cô số phần bánh mà mỗi bạn đã ăn và hãy đưa ra dự đoán xem bạn nào ăn nhiều bánh hơn. Sau đó các con sẽ dựa vào kiến thức mình đã được học, trình bày thật rõ ràng bài giải và so sánh với dự đoán ban đầu. Cô chúc các con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy bài học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng là các con sẽ hoàn thành thật tốt những bài tập mà cô giao nha. Cô chào tạm biệt các con.